Xin kính chào quý vị khán giả của chương trình Hà Nội đẹp và chưa đẹp. Thưa quý vị, gần đây thì hiện tượng những chiếc xe du lịch lớn dán kín quảng cáo đi trên các tuyến đường đã không còn xa lạ. Tuy nhiên thì quảng cáo như thế nào cho đúng, cho tuân thủ luật lại là chuyện phải bàn. Sáng nay khán giả đã gửi về cho chương trình một trường hợp được cho là vi phạm các quy định an toàn giao thông. Sáng nay, giờ cao điểm tại phố Huỳnh Thúc Kháng, quận Đống Đa, xe du lịch 45 chỗ phủ kín quảng cáo cho một dự án bất động sản di chuyển chậm, thậm chí dừng lại giữa phố gây cản trở và tắc nghẽn giao thông. Phương tiện này bị cảnh sát giao thông xem xét xử phạt do dán đề can quảng cáo bao trùm cả xe, không đảm bảo an toàn về thoát hiểm nếu chở khách, thay đổi cả màu sơn xe. Hình thức quảng cáo nhằm mục đích thu hút chú ý người đi đường, song dù bất cứ lý do gì thì cũng cần đúng quy định về an toàn, không gây ảnh hưởng tới giao thông, đặc biệt là giờ cao điểm. Tháng 8, do nhu cầu nhóm máu O tăng cao, Viện Huyết học Truyền máu Trung ương đã kêu gọi các tổ chức cá nhân tình nguyện tham gia hiến máu tại nhiều địa điểm ở Hà Nội. Mới đây nhất, Ngày hội Trong Chóng Hồng 2022 được tổ chức trong 3 ngày, từ 18 đến 20 tháng 8 tại khu vực quận Hoàng Mai, quận Hai Bà Trưng đã thu hút nhiều người tham gia, không chỉ giới trẻ mà người dân mọi độ tuổi quanh khu vực. Ngày hội là dịp kết nối những tấm lòng nhân ái, cả cộng đồng cùng sẻ chia. Xử lý rác hữu cơ tại nguồn là điều thành phố đang khuyến khích người dân thực hiện, nhất là ở khu vực còn quỹ đất. Tại quận Long Biên, không chỉ các hộ đất bãi, đất nông nghiệp và chính các hộ gia đình, ngay cả chung cư, sử dụng chế phẩm vi sinh xử lý rác hữu cơ tại nhà. Quy trình thực hiện được tập huấn rất kỹ càng trước đó, chú trọng tỷ lệ pha, đảm bảo xử lý hết rác, tránh độ ẩm cao gây rối mũi. Thùng xử lý chú ý, ngoài lỗ thoát nước dưới đáy thùng, cần thoáng khí hai bên, lớp lót đệm được rắc thêm chế phẩm từ bột ngô, đảm bảo không gây mùi, đặc biệt lưu ý với các hộ diện tích nhỏ hẹp. Theo đánh giá, lượng rác nhà bếp sau xử lý giảm 50-60% rác thải ra môi trường mỗi ngày. Ngoài ra, còn tạo ra nguồn phân bón hữu cơ chất lượng cho vườn cây tại các hộ gia đình. Sẽ được chuyển sang những nội dung khác. Nhà sinh hoạt cộng đồng với nhiều quận huyện đã quá quen thuộc, nhưng khái niệm trạm kết nối cộng đồng với rất nhiều hoạt động thiết thực, gắn kết yêu thương, vun đắp mối quan hệ cư dân ở các chung cư, các khu đô thị lại là một khái niệm hoàn toàn mới mẻ. Một mô hình được ứng dụng thử nghiệm tại chung cư Le Grand Jardin, quận Long Biên, bước đầu nhận được sự ủng hộ của cư dân. Không cần đi xa, giờ đây mẹ con chị Đinh Thị Thu được trải nghiệm những ngày cuối tuần thú vị tại trạm kết nối cộng đồng ngay dưới chân tòa nhà mình ở. Từ hội chợ sách, không gian hoàn thiện kỹ năng trẻ em, khu vực chăm sóc sức khỏe dành cho người lớn tuổi, đến dịch vụ mượn đồ hiện đại được giới trẻ yêu thích. Mà theo nhiều cư dân đánh giá, cũng thú vị chẳng kém khu vui chơi tại các trung tâm thương mại. Tôi đã làm trong công ty Nhật Bản 6 năm và tôi đã cảm nhận được rõ cái giá trị của cái trung trạm kết nối mang lại. Và nó rất phù hợp với lại cả người trẻ, người già và những người có cái nhu cầu kết nối gia đình. Tại vì là không chỉ những người trẻ đâu mà những người già có thể là thoải mái ở đây để đọc sách này, hoặc là tập yoga này, hoặc là khám sức khỏe này. Còn tôi còn biết có cả câu lạc bộ thơ hay là kịch cho các bác nữa. Mô hình tuy mới ở Việt Nam, song khi đưa vào thử nghiệm đã thúc đẩy việc kiến tạo cộng đồng. Ở chỗ không chỉ là sân chơi giải trí mà còn trở thành trung tâm giáo dục, sáng tạo. Từ đó hình thành một cộng đồng toàn diện, phát triển bền vững, mở ra không gian chung để tăng cường kết nối, chia sẻ thông tin về chăm sóc gia đình, nuôi dạy con cái. Nói nôm na, đây chính là mái đình thời hiện đại, nơi cộng đồng cư dân trong các chung cư có thể xây đắp mối quan hệ hàng xóm láng giềng ấm áp trong thế kỷ 21. Trạm kết nối cộng đồng là mô hình thí điểm để áp dụng cho dự án thành phố thông minh Bắc Hà Nội. Sau 6 tháng thử nghiệm, trạm kết nối cộng đồng đã góp phần xây dựng một cộng đồng hạnh phúc, bền vững thông qua việc kiến tạo không gian kết nối cư dân, nâng cao sức khỏe, tạo môi trường phát triển giáo dục, văn hóa cho trẻ. Mục tiêu của chúng tôi không đơn thuần là công nghệ thông minh, mà chính là cộng đồng để tạo nên sự bền vững. Đưa một mô hình mới vào thực tế còn nhiều khó khăn. Do đó, trên cơ sở nghiên cứu tập quán văn hóa, tâm lý người dân, tiếp thu kinh nghiệm hiện đại từ nước ngoài, đơn vị vận hành hết sức linh hoạt trong việc tuyên truyền, vận động người dân, đặc biệt các đoàn thể xã hội hay các nhóm nòng cốt. Tôi có những cái buổi làm việc gặp gỡ, trao đổi với bên đặc biệt là hội phụ nữ phường Phúc Đồng. Các anh chị rất là ủng hộ và lãnh đạo phường cũng rất là ủng hộ. Và họ cũng đã đến thăm trực tiếp mô hình này. Và sau khi họ hiểu ra rằng bản chất của cái mô hình này rất là nhân văn và vì cộng đồng. Chính vì thế giai đoạn sau chúng tôi đã triển khai những cái hoạt động nó hiệu quả và nó gây được những cái ảnh hưởng tích cực
đối với cộng đồng cư dân ở quanh đây. Sau thời gian thử nghiệm, trạm kết nối cộng đồng sẽ được nâng cấp, lấy ý kiến đánh giá hiệu quả để ứng dụng trong phát triển thành phố thông minh Bắc Hà Nội. Dự án do liên doanh tập đoàn BRG của Việt Nam và tập đoàn Sumitomo Nhật Bản triển khai với mong muốn tạo dựng một đô thị không chỉ xanh, thông minh mà còn phải hạnh phúc, mang đến cho cư dân sự hài lòng gắn bó từ những điều nhỏ nhất. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại! Bớt không? Bớt đi. Bớt chút xíu đi. Sam điêu tiền điện không cần trả giá. Theo dõi điện khó, có EVN Hà Nội.